Chào các bạn, hôm nay mình lại có một món đồ chơi khá là hay. Đó là một con dao móc khóa, là một con dao cầm tay. Nó tên là NTK05, đến từ hãng Nikkor. Thì con dao này thật sự là có gì đó đặc biệt hay không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu trong video này nhé. Thì trước tiên, để nói sơ về Nikkor cho các bạn biết á, thì Nikkor là một công ty lớn với hơn 13 năm kinh nghiệm cũng như là rất là nhiều giải thưởng và các sản phẩm liên quan đến các hoạt động như là ngoài trời, đèn pin quân dụng hay là các sản phẩm cao cấp liên quan đến quân sự cũng như là các thiết bị cấp điện ngoài trời quân dụng. Giờ thì mình sẽ unbox cái sản phẩm này ra ha cho các bạn coi thử. Đó, mình sẽ dùng một con dao khác để unbox con dao này. Đó, bạn thấy trong tay mình coi, nó còn chưa bằng được một cái ngón tay của mình nữa. Rất là nhỏ gọn luôn ha, chỉ bằng hơn hai đốt ngón tay thôi. Thì chiếc dao NTK05 này á, thuộc dòng sản phẩm nhỏ gọn dành cho các bạn sử dụng ngoài trời, cấp tốc, nhanh gọn. Với kích thước siêu bé, con dao này có trọng lượng siêu nhẹ. Đây, mình có chuẩn bị sẵn một cái cân điện tử để cân thử xem là cái dao này nó sẽ nặng bao nhiêu. Thì đây là đơn vị theo gam ha, cái cân này làm đơn vị theo gam luôn. Rồi, nó sẽ để thử cái này lên. Nó chỉ nặng khoảng 4 đến 5 gram thôi ha. Mình sẽ thử một cái vật khá là nhẹ mà các bạn cũng hay bỏ vào túi và mang theo bên mình. Đó chính là một cái cà visit, một cái thẻ ATM. Cái thẻ ATM nặng khoảng tầm 6 gram. Nghĩa là cái này nó còn nhẹ hơn cái thẻ ATM nữa. Và mình sẽ thử cân luôn cái dao hồi nãy mà mình dùng để unbox cái dao này. Nó nặng đến 62 gram cơ. Rồi, nghĩa là con dao này có trọng lượng cực kỳ nhẹ. Thì vì sao nó lại có trọng lượng nhẹ đến như vậy? Đó là vì nó sử dụng một cái loại hợp kim titan, mã là TC4, thường được sử dụng cho hàng không và máy bay. Cho nên trọng lượng của nó cực kỳ nhẹ và độ bền chắc của nó cũng rất là tốt. Đây là khi nó mở ra, thì chiều dài của nó chỉ hơn ngón tay của mình một chút thôi. Lưỡi dao này cực kỳ sắc bén và cũng có thể thay thế dễ dàng. Đây là một cái khớp gài nè, đây là một cái bộ khóa, bạn có thể cầm cái lưỡi dao bẻ ra, bẻ ra ngoài và rút luôn lưỡi dao ra, sau đó thay lại bình thường. Bây giờ mình sẽ thử độ bén của chiếc dao này ha. Đây, mình có chuẩn bị sẵn vài cái miếng cà tông. Thì mình sẽ thử bằng cái dao đập giấy trước, xem coi cái dao đập giấy này mình mới thay lưỡi nè, xem coi nó sắc đến mức nào. Thì dao đập giấy mình phải đè khá lực, rất là nhiều lực thì để cắt ra được nó. Thì bây giờ mình sẽ thử với chiếc dao này. Đấy không? Mình cắt nhẹ hơn rất là nhiều luôn á. So với cái con dao kia thì mình cắt nhẹ hơn rất là nhiều. Độ sắc bén của lưỡi dao này rất là tốt ha. Các bạn có thể dùng cái này để ví dụ như rạch mở những cái thùng mà ship tới, hay là cắt dây chỉ, cắt dây cước, bất cứ cái gì bạn muốn. Chỉ cần lấy một cái móc khóa móc vào đây, móc vào cái bộ chìa khóa của mình là bạn có thể mang đi bất cứ đâu. Thì giá đang bán hiện tại á, chính thức trên trang web quốc tế của Nikkor cho mẫu NTK05 này là 29,95 đô, nghĩa là quy đổi ra tiền Việt Nam thì khoảng tầm 700 ngàn đó. Thì tại Việt Nam á, thì mẫu này đang bán với giá mình theo mình tìm được trên Google nha, thì dao động khoảng từ hơn 500 ngàn đến 700 ngàn. Thì đây là một cái giá rất là tốt so với thị trường quốc tế. Thì bạn nghĩ như thế nào với chiếc dao Nikkor NTK05 này? Hãy comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.